Mình về quê cả nhà ơi, mình đem bánh tét về quê nè. Mình làm đem bánh tét mà mình đem á hai nhân ngọt, một nhân mỡ, một nhân thịt. Rồi mình đem lộn ba đòn nhân thịt với nhân ngọt không à. Không biết mấy người này có biết ăn không nữa. Đem lộn. Mình cũng có làm dấu đó mà không biết sao cái này cái đòn này không có làm dấu. Mà mình nghĩ trong đầu là cái đòn bự á, cái bự là cái nhân thịt, ai dè chẻ ra nhân ngọt. Anh chồng mình nè, giờ mình ăn sáng cả nhà ơi. Rồi tính ra là mình không có ăn cái đòn nhân mật nhân thịt luôn á. Thôi ơi bà ơi, bà có ăn nào ở cái đòn nào nhân thịt không bà ơi? Bà có lấy lộn giống của tôi không? Hay là bà lấy lộn nhân thịt hết rồi bà? Tôi cho mình cho bạn dì của mình á một đòn nhân thịt, một đòn nhân mỡ, ý một đòn nhân thịt, một đòn nhân ngọt. Mà mình cũng không để ý cái nào là nhân ấy nhân thịt nữa. Mình cứ đè đầu mình ấy, cái đòn bự là nhân ngọt, đòn bự là nhân thịt chứ lộn. Rồi cuối cùng ra mình lấy hai đòn ba đòn đem về quê là toàn là nhân thịt ý nhân ngọt không à. Còn mấy đòn kia mình cho hết rồi cả nhà. Mình có để dành lại một đòn bự, một đòn nhỏ. Mà không biết nói thì đòn bự thôi chứ mình với bạn mình gói cái đòn gọn lắm. Ăn sáng hết cái rồi. Mình nấu quá cả nhà. Đem về quê á, ba chồng mình thấy đòn bự bự á, ông nói phải hấp lại mới ăn. Ông không biết, mình nói không có cần hấp đâu. Ông nói thôi để hấp ổng mới ăn. Rồi cái ba chồng mình lại thấy lạ quá, ông đi luôn rồi. Chắc ông không ăn. Ông thấy phải nhân thịt đó, ông ăn. Nhân này đó, ở bên đây cũng có, nhưng mà người ta có bánh ít. Mimi, cho mô này pha tha. Hả? Thì Khanh. Mimi, Khanh. Mimi. Thái Khanh thì hấp ha, đến chơi con phải chị Khai xin. Khanh hai dành chinh của Càng Khanh. Khanh nó xíu xíu rồi. Xíu xíu rồi. Xíu xíu rồi. Xíu xíu rồi. À, cái bảo bảo nào? À, cái bảo 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 Đây là mấy gì? Đây là gia đình chồng của mình đó cả nhà. Mấy người này là dì của mình đó, dì chồng của mình đó. Mình
mình ăn sáng xong rồi cả nhà. Nhà mình cái cây bông giấy á, nó ra bông đẹp dễ sợ luôn. Cây bông giấy nhà mình, cây bông giấy hai màu á cả nhà. Sáng bây giờ là cái đồng hồ hết pin bị hư, không biết mấy giờ, chắc cũng cỡ 9-10 giờ. Mình quay cái cây bông giấy nhà mình cho cả nhà xem nha. Bây giờ mấy giờ? Sáng sớm cô kia đang hái bông hoa đậu biếc đó cả nhà. Wow, cây hoa nhà mình đẹp quá. Hàng bông giấy rồi cả nhà. Bông đẹp đẹp lắm. Đẹp quá, bông giấy này có hai màu, màu đỏ với lại màu cam. Bây giờ mình đi thăm mộ mẹ chồng mình cả nhà ơi. Mình với gia đình chồng mình đi. Giờ mình tới chỗ rồi cả nhà. Bây giờ mình đi thôi. Ở trong đây là trong nhà thờ, tại vì gia đình chồng mình là người đạo Thiên Chúa cả nhà. Vì chồng mình đi làm sao? Đây là anh chồng của mình. Ăn sáng rồi đi. Hai cả nhà. Hai cả nhà. Xin chào Bước Sư Chèn Hai. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Sữa không ơi? Sữa. Sữa là sữa nỉu này á. Giờ anh chồng mình cho trong đây mua bông. Mua bông để vô trọng cúng mộ mẹ chồng mình. Chồng ơi. Có chuyện cho khoa nó gì vậy? Cái người bán hoa cái nhà là con nuôi của dì ba chồng mình, dì ba nghe cả nhà. Còn cái gì mà đội nón á là dì Sáu. Dì ba hôm nay giò nhất cho nên dì ba năm nay dì ba không có đi, tại dì ba lớn tuổi rồi cả nhà. Cái người bán hoa là con nuôi của dì ba đó cả nhà. Thì mình năm nào mình lại đây đi cúng á thì cũng lại đây để mua hoa ủng hộ con nuôi của dì chồng mình hết á đó. Cái gì mà đội nón á là dì Sáu mình á. Giờ mình mua bông, để đem vô mẹ chồng mình đó cả nhà. Một chậu bông là 25 đồng, 25 đồng mã là cỡ 130 tiền Việt Nam mình. Nguyên mua hoa xong á, Nguyên đây vô đây á viếng mộ gia đình chồng Nguyên. Ở trong đây là ngoại chồng, mẹ chồng với lại ông ngoại. Đây là nghĩa trang của người đạo Thiên Chúa. Ở trong đây chỉ có người đạo Thiên Chúa thôi nha cả nhà, chứ không có đạo Phật. Còn ở đây, bên đây là nhà thờ cổ á cả nhà. Nhà thờ ở đây đẹp lắm á. Bên phía kia là nhà thờ cỡ hơn 100 năm rồi đó cả nhà. Nhà thờ này ở Malaysia.
nắng quá. Một năm thì mình vô thăm mẹ chồng mình trong đây một lần, từ đây là nhà mình cũng gần à. Tại vì đây là ngày của ngày đạo Thiên Chúa cả nhà. Còn ngày thường thì mỗi tuần hai vợ chồng mình về cũng có lỡ đây nữa. Đây là nghĩa trang chỉ dành cho người đạo Thiên Chúa thôi. Nắng quá. Ở đây mỗi năm chạy xe lên được, không biết năm nay sao mà không ai chạy xe lên hết, cho nên gia đình chồng mình cũng không dám ai, không dám chạy lên luôn cả nhà, cho nên đi bộ. Ở đây thì cái dốc cho nên lộ bộ hơi mệt. Đây là ngoại chồng của mình, bà ngoại. Cái người đứng cầm cây dù là em chồng của mình đó cả nhà, em con của dì Sáu chứ không phải em ruột. Thì hôm nay á có dì ba mình với lại ba chồng mình không có đi, tại vì hai người nó lớn tuổi rồi cả nhà, cho nên nhất giờ không có đi. Còn mấy cái dì Sau nữa ở xa đó cả nhà, ngày mốt mới về để đi cúng mộ. Còn hai vợ chồng mình á với lại mấy dì thì đi trước. Phái phó Chư Dũng Y chào. Bây giờ thì mình đốt đèn cày, mỗi người đốt một cây. Tại vì chồng mình là người, gia đình chồng mình đạo Thiên Chúa đó cả nhà. Thì đạo Thiên Chúa phong tục của họ là chỉ đốt đèn cày thôi chứ không có đốt nhang. Thì vô cúng mộ thì chỉ đốt đèn cày hoặc là đem hoa vào thôi, chứ không có cúng trái cây. Cúng mộ chỗ của bà ngoại xong rồi cả nhà, với lại làm lễ nữa. Thì bây giờ lại tới mộ của ông ngoại. Thì lại mộ của ông ngoại thì cũng sát bên chỗ của bà ngoại luôn. Thì cũng làm lễ giống hình như vậy luôn á cả nhà. Cũng đốt đèn cày với lại đợi bó hoa. Hôm nay mình cúng mộ tới 4 mộ lận cả nhà. Ngoại chồng với lại ông ngoại với lại mẹ chồng với lại thêm một người bà con nữa. Còn bây giờ thì Nguyên với lại gia đình Nguyên lại cúng mộ mẹ chồng. Thì mẹ chồng Nguyên mất cách đây cỡ 4 năm rồi cả nhà. Thì cúng mộ mẹ chồng của Nguyên là người cuối cùng. Tại vì mẹ chồng của Nguyên còn trẻ đó cả nhà, cho nên cúng sau. Sĩ coi ha, cho một tha huy phủ sang lại ha.
lúc làm á người ta dán không kỹ á cả nhà, cái trời mưa đó cái nước nó vô á, cái xi măng á nó lên đó cả nhà, nó thấm nước cái nó nổi lên. Bây giờ chồng mình phải cào mấy cái lớp xi măng ở trên rồi lần sau á chồng mình mới lại đây để lấy đồ dán lại. Trời chỉ mưa đen thui hết luôn, đi gút gút gì à.
天父圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人请求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人请求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人请求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人请求天主阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人请求天主阿门。愿光荣归于父及子及圣神，起初如何，今日依然，直到永远，阿门。天父及子及圣神之名，开光。Thì đọc xong hết một bài kinh rồi đó cả nhà. Thì bây giờ chỉ chụp hình, chụp hình xong rồi về đó cả nhà ơi. Mỗi năm nguyên năm nay là ít người đi á, không có đi một lượt được. Tại vì vì chồng nguyên á có bận cho nên đi không được. Cho nên đi theo từng tớp á không có đông. Vậy video hôm nay gia đình chồng Nguyên đi thăm mộ ngoại chồng với lại ông ngoại với lại mẹ chồng với lại một người bà con nữa, Nguyên không có nhớ kêu bằng cái gì. Thì thôi, video Nguyên đến đây kết thúc. Cả nhà, Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của gia đình hai vợ chồng Nguyên nha. Bye bye.